Trong kỷ nguyên 4.0, ngành công nghệ thông tin đang trở thành yếu tố không thể thiếu trong đời sống con người, đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển kinh tế và từng bước làm thay đổi nhân loại. Dù thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động, khủng hoảng, thì nhân lực ngành công nghệ thông tin vẫn nằm trong nhóm an toàn, ít chịu ảnh hưởng nhất. Chính vì vậy, ngành học hot này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn yêu thích máy tính và đam mê công nghệ. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội hiện đại, Cao đẳng APT Polytechnic tuyển sinh ngành công nghệ thông tin với 5 chuyên ngành: phát triển phần mềm, lập trình web, lập trình mobile, ứng dụng phần mềm, xử lý dữ liệu. Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin tại APT Polytechnic sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức căn bản về máy tính, các ngôn ngữ lập trình phổ biến đang được sử dụng hiện nay, các kiến thức chuyên sâu về quy trình phát triển phần mềm và còn rất nhiều môn học khác nữa, tùy theo chuyên ngành mà bạn lựa chọn. Không chỉ vậy, sinh viên ngành công nghệ thông tin còn được chú trọng phát triển các kỹ năng tư duy logic, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian. Đây là những kỹ năng hết sức cần thiết nhằm giúp sinh viên phát huy tối đa những tố chất, khả năng mà một kỹ sư công nghệ thông tin cần phải có. Với lợi thế là trường học nằm trong lòng FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, Cao đẳng APT Polytechnic luôn đặt ứng dụng công nghệ xu hướng mới nhất trong đào tạo với 70% thời lượng thực hành, giúp cho sinh viên nắm chắc kiến thức, ứng dụng lý thuyết và thực tiễn ngay trên lớp học. Ngoài việc trau dồi, phát triển kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, sinh viên còn thường xuyên được tham quan thực tế, kiến tập tại các doanh nghiệp đối tác của trường. Nắm vững kiến thức chuyên môn, thành thạo nghề và sẵn sàng thử thách bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng là những điểm cộng nổi bật để các kỹ sư công nghệ thông tin tương lai có thể thích ứng nhanh và đảm trách tốt mọi công tác quản lý, điều hành, xử lý, ứng dụng, hội nhập, làm chủ công nghệ theo đà phát triển khoa học kỹ thuật thời đại mới. Bên cạnh việc học, FPT Polytechnic còn hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học tập năng động, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, thực hành và phát triển toàn diện các kỹ năng với các hoạt động hấp dẫn như thủ lĩnh sinh viên, câu lạc bộ, đại nhạc hội Happy Bee. Không chỉ chú trọng vào chất lượng đào tạo, Cao đẳng FPT Polytechnic còn cam kết hỗ trợ việc làm cho các bạn sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Là một trong những ngành giàu cơ hội việc làm nhất hiện nay, sinh viên công nghệ thông tin luôn có sẵn sự lựa chọn nghề nghiệp tại rất nhiều lĩnh vực. Ngay sau khi tốt nghiệp, có thể kể đến như lập trình viên, chuyên viên kiểm thử phần mềm, tester, chuyên viên thiết kế website, kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống, kỹ sư mạng máy tính, chuyên viên phân tích thiết kế phần mềm, chuyên viên đảm bảo an ninh mạng. Nhiều bạn sinh viên khi theo học ngành này luôn được các nhà tuyển dụng nhân lực chiêu mộ ngay từ khi còn đang đi học với mức lương khởi điểm khoảng từ 8 đến 12 triệu đồng trên một tháng. Năm 2023, Cao đẳng APT Polytechnic đào tạo ngành công nghệ thông tin tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian đào tạo chỉ trong 2 năm. Nếu bạn là một người trẻ có khát khao kiến tạo thế giới, dẫn đầu xu hướng và muốn được đào tạo bài bản về ngành công nghệ thông tin, thì Cao đẳng APT Polytechnic là một sự lựa chọn sáng suốt dành cho bạn. Hãy lựa chọn Cao đẳng APT Polytechnic để theo đuổi đam mê ngay từ hôm nay!